Bình Dương hôm nay tươi đẹp, trải qua hơn 30 năm dài, cuộc sống có đổi thay khắp mọi miền đất nước. Cùng nhau chung tay xây dựng cho Bình Dương khởi sắc huy hoàng, tô đậm một bức tranh bát ngàn vua má trắng thanh, cảnh vật đường phố nên thơ hoa cùng còn thêm xí nghiệp công trình đang là vượt tiến thêm hơn, phát huy những tài năng ươm mầm cho thế hệ mai sau. Đã đổi thay suốt một chặng đường Bình Dương hơn không mà còn cảnh phân ly, kẻ ở tiền người ra đi, gia đình đoàn tụ yên vui, tình yêu nồng thắm xiết tao quên đi ngày tháng gian lao, hạnh phúc ngập tràn chung đôi.